Nguyên Bảo và Thu Hà rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Miền Đông 24 giờ phát sóng trên kênh BTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Ngay sau đây, Thu Hà mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ tư ngày 19 tháng 9. Bị gia đình ngăn cấm, nam thanh niên lập kế hoạch bắt cóc người yêu nhưng bất thành. Vợ chết, chồng bị thương nghi do mâu thuẫn chuyện gia đình. 4 nam thanh niên truy sát nạn nhân đến chết sau va chạm giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết cực đoan diễn biến phức tạp, thiên tai hay nhân tai? Thưa quý vị, trên màn hình của chúng tôi là những viên đá đen ở lòng hồ thủy điện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Với giá bán từ 300.000 đồng đến 4 triệu đồng một ký, hơn tháng nay, hàng trăm người dân địa phương đến vùng lòng hồ thủy điện để đào loại đá đen này gây mất an ninh trật tự. Và điều đáng nói là người dân tại huyện Sông Hinh gom mua đá đen, sau đó bán lại cho tư thương để bán sang Trung Quốc. Hiện tại thì vẫn chưa biết loại đá này dùng để làm gì, thế nhưng vùng lòng hồ thủy điện thì bị đào xới nham nhở rất mất an toàn. Mời quý vị theo dõi ghi nhận của phóng viên Miền Đông 24 giờ tại Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Ngày 18 tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên phối hợp với các ngành chức năng của huyện Sông Hinh đã kiểm tra tình trạng khai thác đá đen trên khu vực lòng hồ thủy điện Sông Hinh. Hiện tại, số lượng người dân đi đào đá đen đã giảm so với những ngày trước. Trên lòng hồ chỉ còn khoảng 40 đến 50 người đang sử dụng công cụ thô sơ như xà beng, cuốc, xẻng để đào đá, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực lân cận. Những viên đá đen được người dân đào đải thu gom và bán cho các đầu mối thu gom đi Trung Quốc. Hiện nay, giá bán cũng đã giảm mạnh, từ 3 triệu đồng xuống còn từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng một ký. Qua kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Sông Hinh và các địa phương khu vực lòng hồ thủy điện Sông Hinh có phương án vận động người dân không tiếp tục đào tìm đá đen. Nếu tình trạng này tiếp diễn thì cần phải có phương án đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp theo chương trình là một sự việc khá hy hữu vừa xảy ra tại An Giang. Khi biết người yêu sắp lấy chồng, một đối tượng đã rủ thêm bạn đến để bắt cóc chị này với mục đích đưa ra đảo Ngọc, Kiên Giang để chung sống với nhau. Vâng, quả thật là khi yêu mù quáng thì con người ta thường làm những việc thiếu suy nghĩ và tiêu cực mà không lường trước được những hệ lụy, hậu quả từ việc làm của mình. Ngay bây giờ thì xin kính mời tất cả quý vị theo dõi chi tiết của vụ việc khá hy hữu này. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 6 năm 2018, Phan Văn Cường, sinh năm 1987, và Trần Thị Cẩm Tê, sinh năm 2001, cùng trú tại huyện Tịnh Biên, An Giang, quen biết và yêu thương nhau, nhưng bị gia đình Tê ngăn cấm. Khi hay tin gia đình gả Tê cho người khác, Cường nảy sinh ý định bắt cóc Tê đưa qua huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Để thực hiện, Cường điện thoại kêu Nguyễn Hiếu Nghĩa từ thành phố Hồ Chí Minh về Châu Đốc gặp Cường để bàn việc bắt cóc. Sau khi thống nhất kế hoạch, Cường thuê Lê Tuấn Duy lái xe ô tô hiệu Innova biển kiểm soát 67A-04674 chở đến phường Núi Sam để chờ Tê đi xe buýt từ Tịnh Biên ra Châu Đốc. Đến khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, khi Tê vừa bước xuống trạm xe buýt thì Cường mở cửa xe để Nghĩa kéo Tê vào trong xe rồi chạy ra tuyến đường trên quốc lộ 91 để đi Hà Tiên. Chạy được khoảng 15 phút, Duy thấy Tê chống cự quyết liệt nên dừng xe lại thì bị lực lượng công an thành phố Châu Đốc phối hợp lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, công an tỉnh phát hiện bắt giữ và giải cứu Tê an toàn. Tiếp theo là một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Người vợ được phát hiện đã tử vong kế bên vũng máu, còn người chồng nằm thoi thóp với nhiều vết cắt trên cánh tay. Đau đớn hơn, người đầu tiên phát hiện sự việc bàng hoàng này là con gái của hai nạn nhân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Miền Đông 24 giờ tại hiện trường của vụ án mạng này. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người con gái của hai vợ chồng sinh sống trong căn hộ tại địa chỉ tổ 11, ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Về đến nhà thì hốt hoảng phát hiện mẹ, tên thường gọi là Liễu, 48 tuổi đã gục chết trên vũng máu. Còn người cha tên Khánh ngoài 50 tuổi thì nằm thoi thóp với nhiều vết cắt ở vùng tay. Theo ghi nhận từ người dân sinh sống xung quanh khu vực, gia đình hai vợ chồng trên mới chuyển về đây sinh sống khoảng hơn một tháng trở lại đây. Ông Khánh thường ngày làm công việc thợ xây ở gần nơi ở, thường hay nhậu nhẹt cùng bạn bè, hàng xóm lân cận. Trước khi xảy ra vụ việc, người dân tại khu vực cho biết vẫn thấy hai vợ chồng sinh hoạt bình thường và không có xảy ra mâu thuẫn to tiếng. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc trên. Kính thưa quý vị, bia rượu là nguyên nhân gây ra rất nhiều hệ lụy về sức khỏe. Không những thế còn gây ra biết bao vụ giết người, ẩu đả và tai nạn giao thông. Rượu vào, dao kiếm ra, một thực trạng mà chúng tôi đã đề cập đến rất nhiều lần. Thế nhưng những vụ việc đau lòng từ vấn đề này vẫn diễn ra thường xuyên, thưa quý vị.
Đúng vậy anh Nguyên Bảo. Và mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên xử sơ thẩm một đối tượng lợi dụng có hơi men trong người, tỏ thái độ chống đối, thậm chí là còn lấy dao chém một người trong nhóm cán bộ bảo vệ dân phố trọng thương vì đã nhắc nhở không đúng lúc. Bản án thích đáng nào sẽ dành cho đối tượng có hành vi côn đồ này? Mời quý vị theo dõi diễn biến tại tòa. Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2018, sau khi đã uống rượu, Đoàn Văn Hoàng, 30 tuổi, trú tại tổ dân phố Lâm Tuyền 1, thị trấn Krang, huyện Đơn Dương, đi bộ một mình ra đường để mua bia, về nhà bạn uống tiếp. Đi được một đoạn, Hoàng gặp 5 người trong tổ tuần tra đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng bảo vệ dân phố, thị trấn Krang, đang đi tuần tra. Được tổ tuần tra nhắc nhở, Hoàng không nghe mà chửi lại, rồi chạy về nhà lấy một con dao dài 35cm, giấu trong người, đi tìm gặp tổ tuần tra. Vừa gặp, đối tượng vung dao chém anh Nguyễn Ngọc Thạnh trong nhóm bảo vệ dân phố là lực lượng tuần tra nhiều nhát vào cổ và người. Anh Thạnh được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời và đã bảo toàn tính mạng, nhưng tỷ lệ thương tật được giám định là 15%. Xét hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đoàn Văn Hoàng 7 năm tù giam về tội giết người và buộc phải bồi thường toàn bộ tiền chi phí chữa bệnh cho anh Thạnh. Thưa quý vị, sử dụng bạo lực sau va chạm giao thông không còn là một điều hiếm trong thời gian gần đây. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhưng nhiều người sẵn sàng ăn thua đủ, thậm chí đoạt mạng nhau để hả cơn nóng giận nhất thời. Vào khoảng 20 giờ tối qua tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Sau khi va chạm tai nạn giao thông, 4 thanh niên đi xe máy đã lao vào truy sát một thanh niên khác, khiến cho người này chết trên đường đưa đi cấp cứu. Và điều đáng nói hơn, cả 4 thanh niên này đang là học viên của một trường trung cấp trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối ngày 18 tháng 9, một nam thanh niên 25 tuổi chở bạn gái chạy trên đường Nguyễn Văn Tăng, phường Thành Mỹ Lợi, quận 9 thì xảy ra va chạm với 4 thanh niên khác. Sau va chạm, hai bên không thương lượng được nên dẫn đến xô xát. Sợ hãi, thanh niên 25 tuổi chạy trốn vào một cửa hàng ở gần chợ Long Thành Mỹ thì không may va vào cửa kính bị thương. Dẫu vậy nhưng nhóm 4 thanh niên vẫn không buông tha, tiếp tục tấn công người này cho đến khi nạn nhân gục xuống mới chịu bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vì thương tích quá nặng. Nhận được tin báo, lực lượng công an phường Long Thành Mỹ đã có mặt bắt gọn 4 thanh niên trên. Thưa quý vị, việc trộm cắp xảy ra thường xuyên hiện nay cho thấy đa phần những kẻ này đều hoạt động theo băng nhóm có tổ chức. Các đối tượng luôn sẵn sàng chống trả, thậm chí ăn thua đủ nếu như bị phát hiện. Điều này dấy lên những lo ngại cho người dân về tình hình an ninh trật tự ở nơi mình sinh sống. Mới đây, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Quảng Ngãi cho biết đã triệt phá thành công một băng nhóm chuyên trộm xe máy của người dân tại nhiều nơi. Đáng nói là đối tượng cầm đầu băng nhóm táo tợn này chỉ mới 18 tuổi, thưa quý vị. Đây là đối tượng Nguyễn Văn Quốc, 18 tuổi, trú tại thôn Hà Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, vừa bị công an thành phố Quảng Ngãi tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2018, Quốc cùng Nguyễn Văn Hảo, 23 tuổi, trú tại thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, thực hiện trên 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, huyện Sơn Tịnh và Bình Sơn. Sau khi trộm cả ở đâu cắt, rồi cả sống mê là đi bón cho tôi cơ hội trả gì sớm gia đình với xã hội, cho tôi làm lễ cuộc đời lái lỗi cuộc tội. Sau khi biết Quốc bị bắt, Hảo đã bỏ trốn. Hiện công an thành phố Quảng Ngãi đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Hảo. Tham gia trong nhóm trộm do Quốc cầm đầu còn có một số đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản trộm cắp. Nhóm đối tượng này đã câu kết với các đối tượng trộm thực hiện việc tiêu thụ xe máy rất nhanh chóng. Công an thành phố Quảng Ngãi đã thu giữ 11 xe máy các loại và trao trả lại cho nạn nhân. Trong số 11 đối tượng bị bắt giữ có 5 đối tượng trú tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, 6 đối tượng còn lại đều trú tại thành phố Nha Trang với tuổi đời đều từ 18 đôi 10. Theo đó, vào khoảng 4 giờ 50 phút ngày 18 tháng 9 năm 2018, tổ công tác của công an thành phố đã bất ngờ kiểm tra phòng 3712, khách sạn 5 sao Mường Thanh tại số 60 đường Trần Phú, phường Lộc Thọ thì phát hiện trong phòng có 10 nam nữ thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Quá trình kiểm tra, Tô Thị Huyền Trâm đã giao nộp một nửa viên thuốc dạng nén màu xanh nước biển và khai nhận là ma túy thuốc lắc. Qua truy xét, công an bắt giữ thêm Lê Quang Huy là đối tượng bán ma túy cho số nam nữ thanh niên trên. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Kính thưa quý vị, thời gian qua thì ống kính camera đã rất nhiều lần đề cập về sự chủ quan của nạn nhân đã tạo điều kiện để những tên trộm, tên cướp lộng hành. Trong clip sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng đến với một thói quen khá phổ biến tại các gia đình thuộc ngoại ô, vùng ven hay là tại các làng quê.
Điều mà Nguyên Bảo muốn nói đến đó chính là thói quen mở cửa để mời trộm vào nhà. Đường vắng người qua lại, đồ đạc, thậm chí cả xe máy cũng để ngay ngoài sân và không hề có một bóng người trông coi. Thế nhưng căn nhà này vẫn mở cả cửa ngoài lẫn cửa trong theo kiểu mời trộm vào nhà. Và tất nhiên đây là cơ hội không thể tốt hơn cho những kẻ bất lương. Ngay lập tức khi phát hiện sơ hở, một tên trộm đã ngang nhiên đậu xe canh cửa nhà và vào trong trộm tài sản một cách ung dung. Sau khi đi hết nhà trong nhà ngoài, tên này chậm rãi bước ra và nhanh chân tẩu thoát. Vụ việc được ghi lại mới đây tại huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Và Nguyên Bảo cũng hy vọng là qua clip vừa rồi thì quý bà con dù đang sinh sống ở đâu thì cũng nên đề phòng trước kẻ gian quý vị nha. Còn bây giờ là một vụ việc khác vừa được diễn ra ngay tại Bình Dương của chúng ta. Vâng thưa quý vị, tại các điểm kinh doanh nhỏ lẻ, các shop thời trang với đặc thù là mặt bằng nhỏ, lượng khách ra vào liên tục và nhiều khi không hề có người chuyên trách việc giữ xe. Đây chính là cơ hội vàng để kẻ trộm ra tay hành sự. Đây là hình ảnh của một vụ trộm tại Bình Dương vừa được khán giả gửi về. Theo đó, sự việc diễn ra vào khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 9. Mặc dù đây là thời điểm buổi tối, cửa hàng bán phụ kiện điện thoại này đang khá đông khách với nhiều xe máy để ngoài cửa. Thế nhưng lại không hề có người trông coi. Lợi dụng điều này, một thanh niên đã nhanh chóng bẻ khóa thành công một chiếc xe Airblade và tẩu thoát mà không hề bị phát hiện. Kính thưa quý vị, sau thành công của các vai diễn trong các bộ phim Tấm Cám hay là Cô Ba Sài Gòn, Ninh Dương Lan Ngọc nổi lên như một hiện tượng trong làng điện ảnh Việt. Tuy nhiên thì ít ai biết rằng nữ diễn viên đã hoạt động nghệ thuật gần 10 năm nay. Phải mất khá nhiều thời gian xây dựng tên tuổi, Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ vì quá tham nên bản thân khó tạo tiếng vang và không thể thành công trong nghề như nhiều đàn chị. Ở tuổi 28, Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện sự khôn khéo trong cách nói chuyện. Cô nói rằng khi vượt qua được khoảng thời gian đen tối trong cuộc đời, cô chọn cách yêu, cách sống đơn giản. Nhưng đồng thời sẽ là một Lan Ngọc mạnh mẽ, quyết liệt trong sự nghiệp, điềm tĩnh trước mọi thị phi. Nữ diễn viên cũng bật mí vì quá tham công tiếc việc nên làm bản thân khó thành công như các đàn chị trong nghề. Giống như những người trẻ, Ngọc sợ mất cơ hội lắm. Tại vì mất rồi, có đôi khi lấy lại cũng được. Nhưng sai. Chỉ khi mình làm tốt một việc, chắc chắn là từ cái việc đó nó sẽ rẽ ra rất nhiều việc khác. Đó là cái minh chứng cho cái Tấm Cám. Khi mà thành công thì cái nhân vật Cám nó đưa Ngọc tới rất là nhiều thứ. Ngọc nhận được rất là nhiều hợp đồng. Ngọc kiếm được rất là nhiều tiền. Có nhà có xe trong một năm, trong 6 tháng đó thôi. Có nhà có xe luôn. Tất cả mọi thứ mình đều có hết. Và mình hiểu được một điều là chỉ khi mình dành cho nó tất cả thì cái kết quả của mình nó sẽ... 20 năm qua, khán giả vẫn luôn đồng hành và yêu tiếng hát Tuấn Hưng. Không chỉ vì anh có chất giọng quý giá hay kỹ thuật hát điêu luyện, mà còn bởi sự thẳng thắn trong tính cách, vẻ nam tính đôi khi bất cần giúp Tuấn Hưng tạo nên thương hiệu riêng, như một chú ngựa hoang trong làng nhạc Việt. Ngựa hoang cũng là live show đặc biệt mà Tuấn Hưng chuẩn bị để đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tới. Ngựa hoang, live show kỷ niệm 20 năm ca hát của Tuấn Hưng sẽ diễn ra vào đúng ngày sinh nhật của anh ngày 5 tháng 10 tại Hà Nội. Đồng hành với Tuấn Hưng trong live show này là Lệ Quyên, Khắc Việt, Hành Sino và Túi Dừa. Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, show diễn Ngựa hoang tới đây sẽ là kết tinh tinh thần của một người nghệ sĩ, muốn mang đến những gì buồn nổ nhất và cũng là lắng động nhất ở giai đoạn tuổi đời tuổi nghề đều đã đủ độ chín mùi. Ở tuổi 40, Tuấn Hưng quả quyết gia đình chính là kim chỉ nam để anh làm những điều mà mình cho là tử tế và tốt nhất trong cả công việc lẫn cuộc sống. Bởi vậy, ở live show lần này, anh sẽ dành phần kết của chương trình để thể hiện các ca khúc nói về tình yêu, tình mẫu tử thiêng liêng. Thưa quý vị, những ngày gần đây, siêu bão Mangkhut sau khi quét qua Philippines và Trung Quốc đã gây thiệt hại nặng nề cho hai quốc gia này cả về người và của. Nhiều clip về sức gió cũng như mức độ tàn phá của cơn bão này đi qua các quốc gia khiến cho bất cứ ai xem cũng phải giật mình và khiếp sợ về sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Trước đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, trong báo cáo rủi ro toàn cầu năm 2018, nhiều chuyên gia đã đặt vấn đề về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà nhân loại phải đối mặt vào năm 2018. Và tại Việt Nam, thời gian gần đây hiện tượng thời tiết cực đoan cũng diễn ra ngày một trầm trọng. Mặc dù suốt 2 tháng nay thì cả nước phải đối mặt với tình hình bão lũ nghiêm trọng, mưa gió kéo dài. Thì tại một số tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, người dân lại đang khóc ròng vì thiếu mưa, thiếu nước. Và đâu là nguyên nhân gây ra vấn đề này? Do thiên tai hay là do chính nhân tai? Xin mời quý vị cùng theo dõi tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây. Với cái
Tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay thì nó làm phá vỡ nhiều các cái quy luật về thời tiết khí hậu, cho nên là cũng trong những năm gần đây thì cái xuất hiện rất là nhiều những cái hiện tượng cực đoan. Hoạt động của con người chúng ta như là khai thác tài nguyên thiên nhiên, thế rồi là các cái lĩnh vực như là giao thông, như là xây dựng, thế rồi thậm chí là những cái đô thị lớn là như nhà hàng, khách sạn thì tất cả đều thải ra các cái chất làm cho cái tăng cái hiệu ứng nhà kính, tức là làm cho cái trái đất, nhiệt độ trái đất toàn cầu nó nóng lên. Thì đấy cũng là một trong những nguyên nhân. Thế và những cái mà tác động lớn thì tôi cho rằng cái lớn nhất thì vẫn là cái phá rừng, là một trong những cái mà cái hiểm họa mà nó cái tác động trực tiếp nhất. Thì chúng ta biết rằng là chẳng hạn như là khi mà mưa lớn thì cái rừng có một cái vai trò hết sức là quan trọng, là nó vừa là tích tụ nước mưa, thế cũng như là nó hạn chế cái việc mà sinh ra cái nước, cái dòng chảy mặt. Thế nhưng mà khi mà rừng bị phá rồi thì nó, đấy là khi nước mưa rơi xuống một cái thì nó tạo thành dòng chảy mặt ngay. Thì đấy là cái nguyên nhân mà gây ra lũ lụt cũng như là khu vực miền Bắc, các vùng núi phía Bắc thì chúng ta thấy rằng vừa rồi là xảy ra rất là nhiều những hiện tượng như là sạt lở đất hay là lũ quét, lũ ống, v.v. Từ xả rác, phá rừng, khai thác cát tràn lan, tất cả đều là những nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi khí hậu khó lường như hiện nay. Và tất nhiên chúng ta đang phải trả giá bằng sự chết chóc, bằng tài sản và sự sống của những người nghèo, bằng công ăn việc làm và bằng cả những ngày đến lớp của những đứa trẻ. Có thể thấy trong thiên tai có phần nhiều trách nhiệm do nhân tai gây nên. Từ đây đã đến lúc cần có sự nhìn nhận lại, chung tay từ cộng đồng để bảo vệ môi trường. Đồng thời, mỗi người phải có trách nhiệm trước những hành động của mình với môi trường sống xung quanh. Bởi sự khắc nghiệt của thiên tai, không ai có thể nói trước điều gì, thưa quý vị. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Những thông tin phản ánh xin quý vị gọi đến số điện thoại đường dây nóng 0898 45 42 44. Ngoài ra, để xem lại chương trình, quý vị có thể truy cập trang Facebook Miền Đông 24 giờ. Quý vị cũng đừng quên mở kênh BTV1 vào lúc 18 giờ chiều mai để đón xem tiếp chương trình. Còn bây giờ thì Quyên Bảo và Thu Hà xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.